sao đi hay không? Vô đi, vô vô đi. Gõ tiếp, gõ tiếp. Thanh gõ từ không chính thành chính luôn à, ghê lắm. Ấy da. Ở đây thơm là thơm mùi ri sáo miền Tây nha mọi người, ri sáo miền Tây thơm lắm. Còn cái thái nó không có mùi thơm nha, nhưng mà nó rất là ngọt. Có rồi. Mừng quá. Được, phải chạy được. Vậy nãy giờ tưởng đâu ăn liền. Làm Thanh mất hứng. Thanh đang hứng nha các bạn. Đại đi. Trời ơi. Sợ tiền giả thôi chứ tiền sách cũng xài được nữa. Trời ơi, lấy cho tiền cho nữa. Sao trái bự không nè cô? Nấu trái bự. Vô luôn. Không có khui. Nấu trái bự nữa nè. Không khui được, về bán khui. Mua cho khách Bình Dương hả? Mua về Bình Dương hả em? Mua về đãi cho má anh em với Bình Dương. Bình Dương giờ ăn sầu riêng hộp sáng lắm. Dạ rồi. Ôi, chỗ này xe quá trời luôn á các bạn. 6 trái. Nè, bỏ vô thùng đi. Bỏ vô thùng liền. Em này hồi xưa bán ngoại chợ với Thanh nha các bạn. Đội ruột của Thanh á. Có hai đội tư ruột mà có đội tư ruột kêu thì khán giả chửi quá trời luôn. Anh cà mò, cà mò. Cái ông kia nè. Anh nhỏ cái nè, anh kia nè. Anh Vũng Tàu á. Anh Vũng Tàu á, anh chậm. Cái đợt bán lá thiêu á luôn. Lá thiêu vừa bán. Vừa bán hội chợ dưới bến Bình Đông. Quá. Vô luôn. Vợ ông Thanh mới vừa ngồi than quá trời quá đất, cái vua chốt được 6 trái. 6 trái là 6 người nè, chốt trước là 4 trái nữa. Hả? Sáu trái. Vô lựa con. Dương. Trời ơi, thủ 3 triệu mua sầu riêng hả Dương? Đủ. 3 triệu thì phải mua thêm rồi. 6 trái này đâu đủ 3 triệu. Đây à. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Cái miền Tây nhìn thấy nó dễ thương mà nó phì mị sao, còn cái miền Đông nó hơi cần guốc à. Ôi, Thanh quyết định cần. Cô, xịt xe vô đây nè cô. Hết 3 củ cho của ta nè. Đây, cho hay là cái ăn cháo kiểu.
5 phút rồi, nãy giờ chỉ có lựa với là bỏ thùng các bạn, chưa có cui. Cúi xuống đầu lưng quá. Cúi làm gì? Cúi nè. Này dùng cái giày gói đầu riêng không? Không. Nghèo quá trời luôn rồi. Cái bàn đi đâu ta? Chưa luôn. Tiến về. Ủa mày đi giờ đi đâu vậy? Về sớm vậy? Không nhắc mà đi giờ không gì? Mua có 2 triệu vậy còn 1 triệu nữa mà. Anh chị xem lâu lâu rồi. Nhiều về thăm mua mấy triệu quà sầu riêng. Được mà, nó ý nghĩa thôi. Cày 2 tháng trời. Ủa, bữa qua địa chỉ này mới qua đây lần đầu đúng không? Dạ mới qua lần đầu. Ông dọn nhà khe đầu luôn. Ông vô đi đâu có mạng đâu có sống gì đâu. Hết. Đúng rồi. Nó đâu cho dữ liệu đâu. Nó đâu có cho dữ liệu ở đâu, cho chụp hình rồi đâu. Cấm mà. Trừ để 285 đi em ơi. Có được chưa chứ? 502. Để được hơn một tí nữa thôi chứ. 300 ngàn nè. Cái này 300 nha. Bù lại mấy ngày ngầu chờ mỗi cổ. Xe đâu mà giờ 7 giờ mà quá trời ta. Hỏi là muốn quay đó dữ vậy. Hỏi là làm gì muốn quay đó dữ vậy. Người đi đường á. Trời ơi, vậy là không phải là tín đồ của sầu riêng rồi. Sầu riêng mọi người ơi, kẹt xe vô mùa xuân các bạn ơi, tiếp tục thăm chọn sầu riêng chính nha các bạn. Hồi nãy có 2 cô hỏi sầu riêng mà đâu mất rồi. Quay lại. Quay làm chứng, đỡ ông lấy sầu riêng không ngon làm sao? Lượng 10 trái như 10 luôn hả? Trời ơi. Nãy giờ chút. Đúng rồi. Chút mà nãy giờ ngồi là mất cái khách này rồi. Không, Thanh ngồi bán hàng cua sầu riêng cũng lợi hại thiệt chứ. Không có Thanh là cũng không có Thanh là không có Thanh là đốt điều đứng đó.
Không có Thanh là nhiều anh không vô đó. Nhưng đi để em lửa xíu anh. Em chạy vừa chửi hang này xòm buồn quá, từ nãy buồn quá. Giờ em sẽ vui cho chị ghi bên đây cho, tại vì trái còn xấu xấu còn được đi. Ý là vậy á. Ý ông làm luôn xin. Anh bỏ tủ lạnh. Anh giờ. Đang bán một bán nhiều. Trời ơi có một con nữa, heo bị sớm. Heo quay á chị? Dạ. Có heo quay hả? Không phải heo, heo bình thường á. Heo thường hả? Chợ nào? Em bán ở bên con này là cơ. Ồ xa dữ hả? Đi xa dữ hả? Bán heo bán ấy luôn hả? Bán bán à, biết chợ Tân Mỹ rồi. Tức là mình bán heo mình xẻ ra rồi cái gì? Heo hơi heo hơi. Ủa nhà chị bên này hả? Không, bên em này bị ngập hết. Ồ xa thế. Sao không ghé cho chợ Gò Vấp bán? À em ở chợ Phan Văn Thạch luôn. À bán ở chợ Phan Văn Thạch. Ở chuyên ở đâu thì bán ở đấy thôi. Hay ta. Đi được 8 năm rồi đấy đâu vậy chứ không? Cũng xa, xa vô. 20 cây à? 20 cây chồng cười nè. Mỗi câu dạ. Kêu vô chiên quá là làm hả? Chị gắn cái kêu chi đi ngang qua thấy ông Thành á, chị không vô. Còn không thấy. Hồi nãy giờ kẹt xe ấy, mới thoáng á, đường này cũng đang kẹt này. Kẹt quá trời luôn. Xúc thời mưa tạm. Thành có cái khúc mảnh tiền. Mấy trái sầu riêng. Đúng rồi. Ông lựa hay là ông vui ok chị. Dễ mà có người vô che không á. Vô ổng có người vô là mới kêu là bé Tiên hoặc là vợ lựa, còn ổng không lựa được. Cái là tùy khách thôi. Tùy thôi. Đi kia lựa là không chịu đâu. Thanh khui sầu riêng mà cường chín miếm chi miếm à sướng sướng ưng cái bụng anh đô nhậu mặt lắm hai cùng tắm á tắm đủ cái lỗ rồi đây cái chương trình đi rồi sâu bây giờ các vườn đang theo thời đúng không? Cho hôm bữa gặp qua Trung Quốc quá trời bà con. Công của chị bán thịt heo ngày nay á, ông Dương ăn đơn giản đâu nha ông nậu. Con heo là lời mấy chục triệu á. À. À. Con heo là một lời một mà. Vậy là con heo mà 45kg là gửi lời 45kg. Ừ. Quá ghê rồi ta. Cho xe cạ giờ ký heo là nhiêu, ký là nhiêu? Heo